Này có xịt mũ lên không ta? Này né chứ. Tại vì biết sao không, cái lỗ nó bị xì. Lỗ bị xì rồi. Giờ mẹ vừa đè vừa chích chứ sao? Nó có cái lỗ thì chắc rồi. Đó, đó. Không, bây giờ má phải đặt nang trước rồi má đứng đây nữa. Nè, thử con dao mà thấy không? Đâu có ai mà đụng ai, dao có ai. Mũ không à? Nè, nè mũ nè. Này nó xì ra hết nè, đó, đó, ghê chưa? Ô, cái cùi, đúng rồi cái cùi. Em nhìn cái cùi nè. Em nhìn cái cùi nè, em nhìn ra gạch đầu cái gì cùi nè. Nó già cái luôn rồi đúng không? Khủng khiếp luôn. Già dữ rồi, chắc thuốc cái đụng mẹ rồi ra. Ra luôn rồi hả? Mẹ ăn vô đi nào. Số sống kỳ trước, chúng tôi đã cảnh báo muốn nước lòng. Giờ nào? Giờ đây, tôi sẽ thay đổi ở nước nào. Giờ chích tê thêm. Chích tê thêm, nãy là tê như đó là giờ chích tê thêm à. Đó, bây giờ con có chích tê mũ ra là con có chích tê thêm người ta. Để nào người ta không có đau đâu, người ta đau tội nghiệp. Đó. Tuy nhiên, đâu đó cũng còn những suy nghĩ rất chủ quan. Rồi, cái nó mất thịt như nó xuống đây nữa. Sau đây là một minh chứng rõ ràng. Kính mời quý vị xem. Đó, tức là con chích tê. Con lấy mũ ra xong, mũ nó ra bớt rồi con có chích tê nữa anh ta. Vì vậy mà mũ nó không có chạy. Cái cô này nhỏ con của thằng Hải hả? Thằng Hải không? Cái thằng hồi nãy là bố. Còn của ông là nhỏ. Của ông nó không có bao. Còn ta bú là nguyên cái bao, cái bao nó chứa cái cất đó, chứ không phải mà cùi. Em mà thịt thúi tùm lum lúc này nè, não này lo não nè, nè nè, là lo lên nè, là thúi như vậy nè, đó. Nè, thấy không, thấy ghê không nè. Nè, nó thịt bị ngày nó vậy nè. Hôm rồi á, bên ủy ban xã tổ chức họp phổ biến nội dung quá trời người ta. Này đang đen cái gì nữa nè. Cái gì đang đen nữa nè, không biết cái gì đang đen trong này nè. Tại có nghe cái người đã phổ biến là không được nghe cái gì đang đen tạo cho thành cậu không. Vậy nó mới tổ. Trời ơi, cái gì mà dơ quá trời gì. Cái nào ra? Sừng nghe. Cái nó ngay vậy, cái nó phải vậy. Giờ tôi nạo ra hết là tôi biết rồi. Mỗi lần bay chở cả chục người, cái ghe bay bượng cản như vậy. Bà nói cái chích chiếu tôi làm như cái ghe bay là cái lá hết bằng vậy. Cái gì nó dơ ra hết. Cái bộ cái ghe con vô trong cái thằng cầu vậy, nó giống như là massage cho cái cầu thôi. Nó dễ hiểu à. Massage sao được mà massage. Bởi làm như vậy á, là cái ghe mình nó dũng có dũng ra giờ có thuốc tê con làm thoải mái đi rồi ngày mai con chỉ làm nhẹ nhàng cho người ta thôi. Dạ. Đâu ạ? Đó
lành không lành là do này nè. À, ngay lúc tê nè. Con thích ngồi với mấy đứa làm sách gì ơi. Đó gì kỳ vậy? Vậy có làm bác nào đâu? Vì kiếm tú chịu dạng chết mà con nhỏ này. Con nói gì thì yên nghe. Con không có dám nói gì với làm nhiều sách. Con nói được không có cái con này nè. Cái con riêng này nè. Em đâu có làm gì đâu chị. Vì nó vô mị lắm mà. Sao bên đó nó làm bác vậy? Ủa gì? Con nói cho gì nghe. Con nể tình mày. Uống gì? Quên nữa rồi chứ. Nước nhờ. Rồi nói tiếp. Trời ơi con nói gì nghe. Đó. Làm cái quên. Giờ làm cái gì? Chàng ơi, đổ oxy già quý rửa sạch. Trời con nói gì nghe. Nãy mình lấy muỗng mình nạo phải không? Bây giờ mình lấy giải mình nạo. Giải lắm vậy. Tại vì con tóm này nè, nó bắn bão xa quá chịu rồi. Nó nóng lắm. Trời đất ơi, tao tưởng đâu á, nó bắt bay á là đội mũ gai hay là coi như là Tư còn làm mấy ngày nữa. Chừng nào Tư cho ở nhà thì con tự con làm chứ không cần ra tạm. Có Tư nói thiệt. Mấy ngày đầu phải Tư làm. Để Tư còn tặng Tư nhắc mép con vài bữa. Tệ lắm là 3 ngày. Nha, chính chích 3 ngày. Vậy giờ con rảnh con lên ha. Ừ, thì rảnh giờ nào thì mình rảnh giờ nào. Sau 3 giờ thì con mới rảnh, còn mấy chiều tối con mới rảnh. Ờ, cạnh thôi. Đi giống mấy giờ nói là tao cạnh tao làm. À, muốn một buổi sáng. Sạch không? Sạch không? Sạch chưa? Rồi á, xong rồi con làm gì nữa không? Ô, xì già lại tới bi nè. Đó. Cô bi đêm nè, bi nè. Đó, bây giờ con quái bi nè. Nãy con quái ô xì già cho nó lửa dơ, mũ máu phải không? Đó, bây giờ tới bi nè. Con làm vậy rồi là bệnh nhân người ta mấy ngày sau mà nhẹ nhàng lắm. Nhưng bắt bệnh nhân phải theo mình vài bữa thôi. Ở nhà tự làm tại nhỏ phải. Mình chỉ tháo sạch sẽ cho em thôi. Xong lớn xong nhỏ gì thì đi qua xong cũng là áo phao. Tại vì cái đó bảo đảm sự an toàn cho mình. Khó khăn gì mà không mặc hả? Đúng rồi. Em là em chỉ muốn an toàn cho mọi người thôi chị. Tao có thấy ai mặc đâu. Trời ơi. Đi chị Hương hay mấy ngày à? Ngày lên làm đúng rồi. Đúng rồi. Ngày có ngày về. Lý do tại sao bắt đi nè. Nghe lý do. Tại Tư ghét cái miếng mét trong đó nữa. Nghe không? Cho dơ nó theo nó ra. Mà phải 2-3 ngày như vậy đó. Chừng nào chị Hương rút mét cho em ở nhà. Nhớ nha. Ừ, giao rồi đó. Mà không nghe lời thì thôi chuyện của em à. Em đã hình thẩn thì chị nói thật lòng đó nha. Để không biết là nói, ủa sao bà bắt đi chi vậy? Ủa? Tại vì chị không phải lo cho em còn mấy dạo nữa mà. Đổ bi vô nè, quái nè. Nhẹ chứ ngày nay làm lung vậy chứ ngày mai là chị Hương làm nhẹ nhàng á. Mai làm gì chắc chắn luôn. Ngày mai làm gì làm đáng quần á. Lúc đó em thấy chị Hương em sợ, em chạy tát lớp luôn. Nó nói thôi thôi, tao không vô bả đâu, tự đau quá. Nó an toàn cho mình, lỡ xảy ra chuyện còn có con làm cái nghề của con, nó bị hơi bị dơ, em cứu bò. Làm gì vậy? Em cứu bò. Dắt sữa bò hả? Ở làm ngon lắm, giờ cũng hết rồi. Dạ. Này nhà tự làm chứ đi làm cũng cho ta đâu. Trời ơi, nó nói vậy là free hả chị? Thấy không? Thấy chưa? Thấy rửa chưa nè, thấy sạch trơn không? Đó, vậy nè em thấy lạnh không? Nè sạch trơn nè, nè đó, sâu quái sạch trơn nè, thấy chưa? Nhìn cây. Hả? Clear. Rồi, cứ có làm cái nữa rồi đi. Làm cái nữa nha. Nè cái này là tại cái này mà Tư bắt anh đi nè. Tư nhắc bi á. Để ngày mai Tư gỡ ra cái dơ nó còn nó theo cái này nó ra, hiểu chưa? Cái này đâu có mai đâu con. Cái dòng tháo ngủ là con không có mai. Bú bả mà có mũ con cũng không may. Còn hồi nãy là nó im cho nên may đó.
chút gì đó mà phải làm đó. Con mua đi con la đó.